Tay kéo từ giữa lại. 5 6
bảy, tám, đáp lại, tám, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, đáp lại, năm, sáu, bảy, tám, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, rồi chúng ta sẽ lại từ đầu. 4 tiếp tục 4, tiếp tục bước 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 và 5, 6 và 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4 và 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta tiếp tục tiếp theo. Chân trái kiễng và đầu gối hướng sang bên phải, người hơi trùng xuống, tay chỉ thẳng. Chỉ thẳng lăn trước. Chúng ta tiếp theo là một, cái ngón tay lăn như kiểu lăn qua bàn tay á, một, hai và ngón tay đằng sau, ba phải lăn trước, một, hai và ba, lại một, hai và ba phải lăn trước, một, hai và ba. Tiếp theo bốn, quẩy tay lăn trước, quẩy hai bàn tay lăn trước, quẩy nắm tay trước ngực, 4 và 5, đầu đánh sang bên trái, 5, 6, đồng thời vai trái đưa lên, 5, 6, đối vai ngược lại, 7, 8, biên độ nhẹ hơn, gặp lại, 1, 2 và 3, 4 và 5, 6, 7, 8, đối vai tiếp theo, 1, 2, trùng vai đi xuống, chúng ta chân lên chân phải kiễng lên, 1, 2, ngón tay chỉ vào lưng dưới lên, 1, 2, tay cong, 1, 2, 3, chọc thẳng ra trước và nảy lên, 1, 2, 3, 4, vào lại, 1, 2, 3, 4, 5, từ chân phải xuống, 5, đồng thời bước tay phải lên, cung tay phải ra trước, 5, chân trái tiếp theo, 5, chúng ta tiếp theo, 6, chân trái vòng, chân trái lướt sang, vòng sang bên trái, 5, 6, đồng thời vung tay phải, vòng sang bên phải, 5, 6, 7, về chỗ, các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, về chỗ, bạn, 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta tiếp theo, 7, chân hơi mở, người hơi sườn hướng sang bên phía bên trái, tay để vào hông. 7, 8 và 1, 8 và 1, vai đánh sang bên phải, 8 và về bên trái, 1 đánh sang bên phải, 8 và 1, đầu hơi di chuyển sang phải, 8 và 1, nó sẽ vào chữ Mister, 8 và 1, chân gẩy lên, đúng nhịp, 8 và 1, lại, 8 và 1, 5, 6, 7, 8 và 1, 5, 6, 7, 8 và 1, về chân và trùng chân xuống, ba vòng lên nhưng mà xoay sang hướng phía bên phải, à, 5, 6, 7, 8 và 1, 2 và 3 vòng lên, tiếp tục với vai đối diện và tay vòng lên trước ngực, và 3, 4 và 5 cũng như thế với chân bên phải, 4 và 5, ra lần này, 5, 6, 7, 8 và 1, 2 và 3, 4 và 5,
7, tay đặt thừa, 7, tay ngang, không được, tay ngang, 7, và 8, kéo tay về, 7, và 8, 5 lại, 5, 6, 7, 8 và 1, 2 và 3, 4 và 5, 6, 7 và 8, tiếp tục ạ, 8, 1, kéo tay về, đồng thời chân trái bước lên, người hô đổ vẫn trước, 1, kéo ngang về, 1, 2 và xuống chân xuống, tay đập, hai cổ tay dính với nhau ạ, và 1, 2 và tiếp tục 3, chân phải bước lên, tay nối ngang nhau. 1, 2 và 3, 4, trượt chân về, chân trái hơi để cao lên, cho nhận lên. 4, lại. 1, 2 và 3, 4, tay vòng xuống, vòng theo đúng ngực đi xuống, cờ xuống gần dưới ngực. 4, 5, mở ngực ra, kéo tay vòng qua ngực, kéo xuống dưới người, bước chân trái lên, 5, 6, tay để xòe ra phần dưới, để phân ngược ra, 6, ngực hơi đánh, cơn ngực hơi đánh phía bên phải, thầm ạ, 1, 2, và 3, 4, 5, 6, 7, về, 6, 7, về, 8, vòng tay lên, theo Mr. Victor và chân nhảy về sau, chân trái nhảy lên, 8 và 1, đúng không ạ, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, vòng tay sau, vòng tay ra, đứng với chân trái đứng xuống ạ, 2 và 3, tay vòng bên phía sườn ạ, chân phải đồng thời nhất và bước sang bên trái. 8 và 1, 2 và 3, tiếp tục 4 và 5, vẫn là Mr. 4 và 5 tập chân. Các bạn, chúng ta làm lại. 8 và 1, 2 và 3, 4 và 5 và 6, và 6 vòng tay để vào hông, chân về chỗ. Và 6, tiếp tục chân 7 và 8, 1, ta làm lại, 8 và 1, 2 và 3, 4, 5 và 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, tiếp tục các động tác, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8 và 1, 2, chúng ta xoay người hẳn sang phía bên phải, 2, chúng ta làm lại, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, chúng ta thích nhau, 3, bước chân trái lên, vai trái xoay đằng sau, người phải xoay đằng trước, 3, 4, thu chân trái về, thu chân trái về, đồng thời chân phải kiễng lên và đầu gối đưa ra, vai phải đi lên trên, là 3, 4, 5, 6, ta sẽ như thế, 3, 4, tiếp tục với chân còn lại, 5, đưa chân phải ra, xoay chân trái ra, nhưng 6, chúng ta quay người đằng sau, 6, 7, tiếp tục chân trái, 8, về, 1, chống tay vào hông, 1, đưa chân ra, người xoay ra là trước, 1, 2, chân đằng sau, người xoay thẳng ra, vai thẳng ra trước, 1, 2, tiếp tục, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chúng ta làm là 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2 và 3, 4, 5, 6,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng mình sẽ thử ghép nhạc từ từ nhé. My name is Mr. Rock This World.
10. Đá là mình đánh không hông phía bên phải. Còn mình sẽ đưa đứng hơi chéo người này. 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4. Mình làm lại đi chút nữa. Sau khi 1, 2 và 4 này, mình tiếp theo ở 5. Và mình sẽ đứng hơi thẳng người trước. Hai tay đưa lên hông sau. Đến ngang vai thì mình kéo tay phải về. Còn tay trái tiếp tục cầm chụp dưới và xoay người sang phía bên trái. Thế là 5, 5 dưới lên đây này, 6 chụp người và chụp cả 2 chân xuống, còn nghiêng sang phía bên trái. Đấy nhá, 3, 4, 5, 6. Tiếp ạ, sau khi 6 xong, 7, nghỉ này. Và 8, và mình sẽ xoay thẳng ra. 6 này, 7, và nhảy qua bên trái lên, 8 hạ xuống. Khi quay thẳng người ra rồi thì đến 1, 2, 3 thì sẽ 1, 2 thì sẽ nghỉ, 3 thì để co chân trái lên này và hạ xuống, 4 bật ngang ra, mà thử nhá, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4. Rồi mình cùng làm lại như phần đen vách nhá, 5, 6, 7, 8 và 1 và 2, 3 và 4 và 5 và 6, 7 và 8 và 1, 2, 3 và 4 và 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3 và 4 và 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3 và 4. Oh.